Because on Tuesdays they all try to catch them on the way. Tất cả mọi quả trứng đều vỡ hết rồi. Mình biết lấy cái gì để làm bữa tối bây giờ đấy. Ngay sau đó, Morgan đi ngang qua. Cậu vừa đào mấy hòn đá ra khỏi luống hoa. Và chú Red đã nghĩ ra một kế hoạch cực kỳ ma mãnh. Giờ những gì bạn cần để làm món canh đá chính là hai hòn đá lớn và một xoong nước nóng. Chỉ cần đá với nước thôi ư? Vị của nó sẽ chẳng ngon đâu. Cứ tin tớ đi, tớ là chú Red mà. Mấy hòn đá trông thật là ngon. Mấy hòn đá ngon ư? Tất cả mấy hòn đá này sẽ làm được một món canh hảo hạng. Nhưng bạn không thể ăn đá được. Nếu bạn để lại cho tớ hai hòn đá, tớ có thể chỉ cho bạn cách làm món canh đá cực kỳ ngon.